cắt luôn, cắt cắt. Rồi không được anh. Xong nha mọi người. Đã kết thúc. Nói chung tất cả anh em và người dân ở đây đều ý thức hết. Nên là ngày hôm nay sư đã đi hết đoạn đường mà mọi người đang đứng. Đó. Dạ. Một số người đứng trên đấy là không biết, không biết anh, không biết. Hôm nay mọi người ngoài đấy ý thức lắm sư. Dạ. Anh đi bên đây anh. Chắc gì cứ đứng im mà được. Dạ. Hôm nay thầy cười vui lắm. Chị ngày nào cũng được gặp hết. Vui phát kỳ ạ. Dạ. Thầy rất vui á mọi người. Đứng lại. Phong ơi em, cái kia đang chạy theo kìa, em để ý. Cho ba người đây đứng lại nha anh ấy. Cho cái người đội mũ này đeo khẩu trang trắng này đứng lại này. Đội mũ đeo khẩu trang trắng. Phong, đi ra ngoài, đi nhắc các bạn đấy luôn đứng lại. Đứng
Nói nhỏ thôi. Tới ngã ba anh em giữ mọi người dừng lại nhá. Mọi người giữ anh em ở lại nhá. Chỗ này giãn ra chút xíu đi. Xử lý chỗ này. Rồi. Đi sớm ấy, anh Chiến không biết luôn. Sư chia sẻ là sư sẽ đi sớm để cho mọi người còn đi hái cà phê mùa màng rồi. Con chào cụ. Ờ, đứng lại đi mọi người. Lâm lên trước đi Lâm. Giờ thì sư sẽ vòng lại nhé mọi người. Anh em tập trung lên trên ngã ba dàn mở chỗ đấy rộng ra đi. Sao nhiều đúng
tịch vô chỗ đây đi. Giãn chỗ này xíu đi anh ơi. Anh Tâm đứng đi từ từ đây, cho giãn ra tí thôi. Rồi không được anh. Xong nha mọi người. Đã kết thúc. Nói chung tất cả anh em và người dân ở đây đều ý thức hết. Nên là ngày hôm nay sư đã đi hết đoạn đường mà mọi người đang đứng. Đó. Dạ. Một số người đứng trên đấy là không biết, không biết anh, không biết. Sức vào. Ủa mọi người làm cái này. Bà con mình đi đoạn đây nhá. Quản ra. Này đang quay đây. Hay đang quay lại em ơi. Đấy quay lại xin anh mà. Sáng nay thầy vẫn đi khu vực ngày hôm qua. Thầy đang đi xe đi chú ơi. Ôi từ từ. Dẹp xuống. Thầy đi quá tốt đẹp mọi người ơi. Rồi đứng gọn vào đi. Các bạn các cô đứng gọn vào dùm nha. Chân là chân khỏe. Anh ơi, anh trai. Thầy rất là sáng của cô dịch mặt rất tươi ha. Anh chuẩn bị chặn đây nha.
rồi không được rồi. Chặn lại, chặn lại rồi tản ra, chặn lại. Đứng lại, đứng lại đi con. Đứng lại, đứng lại đi con. Ra về trong yên lặng nha mấy cô. Thay mặt cho công ty Thiên Địa Tuệ, thay mặt cho gia đình anh Đức Thiền, thay mặt cho bà nội, con cảm ơn tất cả cô bác anh chị. Quá tốt đẹp. Đây, tất cả bà con cũng đang đứng ở đây để đợi thầy Minh Tuệ ở bên phía công ty. Đó, mọi người thấy không? Đây là cái nơi mà thầy đang ngồi bên kia thọ thực, cũng như là thầy cũng hay ra cái vị trí này để gặp tất cả bà con. Nên là nhiều cô chú cũng đã thấy được hình ảnh thầy Minh Tuệ từ bên phía mà quán cà phê. Đây gọi là đây thôi. Không biết có phải thầy không à? Không phải. Người đi hỗ trợ cùng với thầy. Thầy vừa vào nhà chắc là tí chuẩn bị ra mọi người nhé. Chắc là cũng sẽ ra cái khu vực này. Khu vực này thì bà con cũng hay ra đây để mong muốn nhìn thấy hình ảnh thầy một lần nữa. Để xem thầy đi ra thì em sẽ quay cho tất cả mọi người xem nhé. Chưa, thầy chưa ra mọi người nhé. Hầu như là buổi sáng nào thì thầy cũng hay ra cái vị trí này. Đó, một cái nơi mà mọi người thấy rằng là bà con cũng hay ngồi ở đây để có thể là mong muốn nhìn thấy thầy Minh Tuệ. Đây, buổi sáng ở khu vực này mọi người thấy này, cũng khá là đông. Các cô chú cũng ngồi đây để có thể là ngắm thầy một lần nữa vào buổi sáng ngày hôm nay. Đây, bên này cũng thế, cô chú cũng ngồi ở đây từ rất là sớm, cũng mong muốn là sẽ thấy thầy Minh Tuệ. Đây, cái khu vực này cũng khá là xa mọi người nha, nó phải cầm tầm cỡ 200m. Đó, nên là khi nào mà thầy bước ra thì em cũng sẽ quay cho tất cả mọi người xem. Bình thường thì thầy ở bên đó, thầy cũng hay đi ra bên ngoài để gặp gỡ bà con, thầy hay đứng đó để chào ấy. Thầy chưa ra, chắc là thầy dô đó một xíu thầy mới quay ra bên ngoài, lúc đó là bà con sẽ thấy mọi người ơi. Này, bên này mọi người thấy này, bà con cũng ngồi ở dưới này rất là đông, cũng mong muốn là sẽ được thấy thầy Minh Tuệ vào buổi sáng ngày hôm nay. Đó, tất cả mọi người ở đây thì mọi người thấy rằng là các cô chú sáng nay đã được gặp thầy rồi, nhưng mà bây giờ vẫn muốn gặp thầy một lần nữa. Đây mọi người thấy không? Đây là quán cà phê gọi là cà phê triệu đô, và cũng là một cái quán cà phê triệu view luôn. Ở đây view đẹp, mọi người thấy không, view đẹp ra bờ hồ này, cũng như cái nơi mà thầy ngồi á, thì cũng là ở khu vực bờ hồ.
Tất cả cô chú ở đây thì cũng đang đứng bên bờ hồ để ngắm qua bên cái nơi mà thầy thọ thực. Mọi người thấy những cái hình ảnh rất là tuyệt vời, cô chú cũng đến đây rất là sớm. À, sáng nay cũng đã gặp thầy rồi đúng không? À, vậy là quá hữu duyên rồi, gặp thầy hai ngày luôn. Đó, chị ở tận đâu đến đây? Gia Lai. Thế Gia Lai thì cũng ở đây mà. Vậy là hôm nay là gặp thầy nữa là quá tuyệt vời rồi. Em hôm qua sao chị khóc dữ chị? Thôi, không biết làm sao, chị không thể nào mà nín được luôn á. Dạ, mà chị em nhớ là chị hồi xưa giờ chị buôn lậu rồi, chị cứng cáp lắm mà. phải yếu đuối như thế mà sao nay em thấy chị yếu đuối đấy. Đó là có một cái gì đó năng lượng này hay là có một cái gì đó mà chị làm sao chị nói thấy thầy là chị không chịu nổi luôn, mà lại đứng bên sư cô ở ngoài Hà Nội đó. Trời ơi, sư cô nhắm mắt, sư cô không chào được mắt từ trên xuống dưới này. Trời ơi, lại càng nghe xúc động hơn. Thấy thầy là xúc động luôn. Câu like hả bạn, câu like giờ tôi hỏi bạn chứ giờ làm truyền thông làm chơi nè. Ở bên này mọi người thấy rằng là khu vực này thì bà con cũng ngồi rất là đông. Ở đây tất cả mọi người thì cũng gọi là cũng đang đợi thầy, ai cũng mong muốn là sẽ nhìn thấy hình ảnh thầy. Đó, sáng thấy thầy rồi nhưng mà bây giờ thì vẫn muốn ngắm thầy nữa. Đó, ở đây đây chắc thầy chuẩn bị ra đây mọi người. Thầy đi ra thì em cũng sẽ quay cho tất cả bà con sẽ được xem những hình ảnh tại cái khu vực bên này. Thầy vẫn chưa ra mọi người ơi, thầy đi vô trong nhà ấy. Chắc là thầy tiết thầy ra, bởi vì cái bên đó là cái khu vực mà thầy ngồi, cái bên đó là cái khu vực mà có nó gần với bờ sông ấy mọi người. Đó, nó có một cái khu để thầy hay ra cái khu vực đó để đứng chào mọi người ấy. Thì hôm nay không biết thầy có ra không, mà con cũng đang rất là chờ. Đó, thầy ra đang đứng chờ mọi người thấy không? Cô chú là cũng đứng ở đây rất là đông. Đó, đây đây thầy ra đấy. Thầy ra rồi đó. À, thầy ra rồi đó, thầy vừa ra nha. Bên hôm nay có bạt đen đấy che lại nên là không có nhìn thấy rõ nữa. À, hôm nay thầy cũng không có ra cái khu vực bên ngoài này đó nên là bà con cũng không có thấy được, chứ bình thường là mọi người ở bên này hay gọi thầy đó. Nhưng mà hôm nay thì thầy đi khắp thực rồi, bà con cũng gặp thầy rồi, thì đấy là một cái có niềm vui quá là tuyệt vời rồi. Đó, mọi người cũng hay đứng ở bên này để có thể là nhìn thấy thầy qua cái khu vực bên đó. Một cái quán cà phê mà hầu như là lúc nào đi khắp thực xong thì... Rồi, chào chị. Anh coi cho mấy cái ghế nhé. Ok. Em đi phỏng vấn cái đã. Rồi, chào chị. Mà sáng nay gặp thầy chưa? Mới tới hả? À, hôm qua là chị từ Sài Gòn đấy đó đúng không? Bây giờ mới tới hả? Ngày Long Khánh đúng không? À, bây giờ mới tới. À, vậy là em uống rồi, em kêu nước uống rồi. À, đến đây là cũng tuyệt vời rồi, mai gặp. Chiều thì không biết, bởi vì sáng nay mọi người cũng gặp hết rồi. Không biết là chiều có được gặp không? Ồ, đi có một mình ở đây đâu. Đi qua bên kia, đi qua bên kia kìa. Không, nãy giờ ngồi chung với chị này. À, đi chung với chị đấy à? À, đi chung với chị đấy, chị đi gặp, chị gặp chưa? Chị gặp chưa? Chị gặp thầy chưa? À, đi được cũng gặp luôn. Thế là hôm nay tất cả mọi người cũng đến cái khu vực này này. Đứng nhìn thầy qua bên kia. Đó. Không biết, nếu mà có gì đó thì chiều mới biết. Bây giờ sáng nay chưa biết được đâu. Đó, đi qua bên này mọi người ha. Này, bà con cũng đứng ở đây rất là nhiều, cũng mong muốn là sẽ được nhìn thấy hình ảnh thầy Minh Tuệ. Đó, tí nó thầy ra thì em cũng sẽ quay cho tất cả mọi người xem. Bên đó hôm nay cũng có cái bạt đen rồi mọi người, nên là không có nhìn thấy đâu. Này, chứ bình thường là khu vực này thì nhìn thấy rất là rõ. Bình thường thầy ra khu vực này. Đó, thầy ngồi, thầy chào mọi người, nhưng hôm nay có bạt đen che lại nên là mọi người không thấy. Đây, bây giờ cũng di chuyển đến cái khu vực mà đi gần đến nhà anh Thìn mọi người ơi. Giờ đi xuống dưới cốc xem là có ai ở dưới này không, để có thể là quay cho tất cả bà con xem. Ô, hồi nãy trời mưa này mọi người ơi, đường trơn đó, trời mưa này mọi người. Nhưng mà sợ xuống cái này đường trơn quá không có đi xuống dưới được ấy. Đó, đang phi xuống dưới cốc để có thể là cho tất cả mọi người xem những hình ảnh mới nhất. Chị Linh và anh Thìn là không thấy có ai ở nhà hết. Đó, đây là em cũng xuống đây để quay cho tất cả bà con
xem những hình ảnh mới nhất mọi người nhé. Nghe nói là có ai đó ở dưới cốc, em cũng xuống đây xem thử, xem là có ai ở dưới này không, để có thể là quay cho tất cả bà con sẽ được xem nha mọi người. Ôi xuống đây đường trơn quá, đường trơn quá, không biết là tí có lên nổi không. Chắc là em để xe ở trên này luôn các mọi người. Đi xuống đây giây tí sợ không lên được. Đó, mọi người đợi em một chút nha. Đi bộ xuống thôi mọi người ơi. Chứ bây giờ mà chạy xe xuống thì tí nữa là không có đi xe xuống được. Là em cũng di chuyển đi xuống dưới đó để có thể quay cho tất cả mọi người xem. Trời mưa một cái là cái chỗ này là đường nó trơn đó mọi người. Đó, đi lại là cũng khó khăn lắm. Hôm nay tiếp tục là xuống cốc để quay cho tất cả bà con xem ở khu vực dưới này. Bởi vì là chiều thì không có đến, không có gặp thầy được, bởi vì sáng mọi người gặp rồi. Nên là buổi chiều thì mọi người cũng hay qua cốc để mà thăm cái khu vực này. Đó, em cũng sẽ di chuyển xuống đây để có thể quay cho tất cả bà con xem. Này, ở đây mọi người thấy cỏ nhiều không? Đó. Từ lúc mà thầy về Gia Lai á thì bà con đến cốc nhiều hơn. Bởi vì là biết đến thầy Minh Tuệ về xong rồi lại tiện thể thăm thầy xong ghé qua cốc luôn ấy. Nên là bên này thì bà con cũng đến nhiều hơn. Hôm nay thì cô chú bác cũng di chuyển đến cốc để thăm cốc của thầy. Nên là em cũng từ bên đó thì qua bên này để quay cho mọi người. Hôm nay thì gặp thầy thì rất là tốt đẹp rồi. Ai cũng gặp rồi. Chứ nếu mà không gặp thầy đó thì hôm nay chắc là cũng đông lắm. Bởi vì khi mà gặp thầy rồi thì mọi người cũng đi về hết, cũng không có ở lại làm gì á. Đó. Đây là khu vực mọi người cũng để xe ở đây, cát sỏi cũng đang chuẩn bị làm xây dựng lại cái khu vực ở dưới cốc ấy. Là bà con cũng đến cái khu vực này cũng đông hơn. Này, ở đây có để nước, để điện. Đó, khu vực cây bồ đề kìa mọi người. Cây bồ đề 200 năm tuổi đó. Tí em lên em quay cho mọi người xem nhá. Đây, đường đi xuống dưới cốc. Ngoài ở đây hôm nay trời mưa này, mấy cái xe rùa này là cất hết. Ở dưới cốc thì cũng đang sửa. Đó, xuống đấy thì chắc cũng không quay ở trong cốc đâu mà quay ở bên ngoài. Trong cốc đang sửa nên là cũng chỉ quay cho mọi người xem cái hình ảnh ở bên ngoài thôi. Em cũng hơi cắm máy xuống đất nha, không có quay vô bên trong phía khu vực cốc. Chứ quay ra chua băng khu vực cốc thì cũng mọi người sẽ kiểu là sẽ mất công ấy, cũng không thấy ai tiết lộ. Ủa có được quay trong cốc không Lâm Trần Dép? Được hả? Ai đăng? Ngồi đang hả? Đang là gì? Biết đang quay chi vừa mà. Ủa quay trong này luôn hả? Tao thấy ai quay đâu? Không quay trong cốc đâu. Quay thế bảo là quay bên ngoài thôi, còn trong cốc. Trong cốc thì không có đăng hay sao ấy. Đâu nghe nói xong đăng rồi mà ai biết. Điện chưa. Thử rồi. Em chắc chưa đâu. Thế chắc là chưa đâu, thế thôi không phải cốc. Thấy nó này đang quay hết rồi mà. Quay bữa giờ rồi mà hỏi tâm bà đạo kêu ok xong rồi thì thôi quay bình thường mà. Dạ. Chứ mất công rồi mọi người quay lên mọi người nói nữa. Tí nữa hỏi lên hỏi. Ừ, tí là quay cho mọi người chứ mất công rồi lại bảo là sao đăng nữa thì thôi. Chung là cũng quay cho mọi người xem đàn cá thôi. Ồ. Cá lóc này con. Cá to ở đâu? Đây. Ui cá to nhỉ. Đây này, to luôn. Đây này. Ôi trời ơi. Con này ui con này chắc phải cả ký nhỉ, to nhỉ. Con này phải ký. Ui. Nhiều cá quá. Ồ. Đi quá. Cá. Quá đẹp. Lúc nãy thấy bảo sư Cảnh Tuệ ở này đâu rồi? Lúc nào ở ngoài kia hả? Mày thấy nhưng mà cũng lơ luôn chứ. Lúc đấy ở ngoài xe hả? Đây nè, lúc đi cũng có người mặc đồ cũ đó. Đi sao á hả? Ủa? Cô chứ ai? À, đi em xuống đây miết trời. Mình thấy mình xong rồi đeo khẩu trang vào. Ủa vậy hả? Tự nhiên xuống dưới cốc mà ý là xuất hiện ở đây nhiều nó không tốt. Bởi vì cũng nhiều cái thông tin mà nó lên mạng ấy. Rồi mình cũng không muốn quay, thực sự là như thế. Bởi vì bây giờ là mình đang muốn những cái hình ảnh tốt đẹp của thầy mà lại đăng một cái người mà hay bị tai tiếng thì ảnh hưởng đến thầy thì nó lại không hay. Này. Đây. Ở đây làm gì á Lâm? Nhà vệ sinh hả? Này ở đây là tốt đẹp nè. À. Bởi vì là mọi người ở dưới đây đi chỗ này luôn đúng không? Đi chỗ này nó ok quá mà do cũng rất là mừng. À. Mình góp ý được, anh em góp ý được ý kiến được, ông nội cũng nghe ok rồi. À chứ làm ở trên kia mọi người đi lên trên kia chắc không có chịu nổi, nhảy vấn đề gần nhà quá.
À, vậy là nhà vệ sinh ở đây à? Thế thì quá là tốt đẹp rồi, làm nhà vệ sinh ở đây thì quá tốt đẹp. Mà mấy hôm nay mưa sao mà nước nhiều dữ ta? À, trời ơi, thấy nước nhiều quá. Mà đây mà nếu mà làm nhà vệ sinh ở đây thì tuyệt vời. À, mấy ghế đá ở đây mọi người cũng di chuyển qua bên này hết rồi. Lâu lắm, đợt trước cũng không ai xuống đây quay. Rồi xuống đây quay mọi người thấy ha. Vậy là làm nhà vệ sinh cô này. Trời ơi, vậy nãy là không thấy sự cảnh tuệ mọi người. Bởi vì nếu mà xuống thấy em chắc không quay, cũng bảo sư rời đi. Bởi vì bây giờ sư cảnh tuệ là cũng được mọi người nói bảo là cũng hay có những cái vấn đề là liên quan đến mấy sư này sư kia, rồi có đánh lộn này kia đấy. Rồi là liên quan đến vấn đề mà đi phá mấy sư nữa. Thì mình mà đi quay như thế thì nó cũng không được tốt đẹp lắm, rồi nó có khi nó ảnh hưởng nữa. Rồi cũng không được tốt đẹp cho lắm. Nên là em cũng nói mọi người nếu mà gặp sư cảnh tuệ thì mình cũng không có cái gì cả, mình chỉ bảo sư là thôi mình cũng thầy Minh Tuệ đang ở đây, rồi mất công sư đến đây đang như thế rồi để ảnh hưởng đến thầy nữa, mình quý mến thầy thì mình ở chỗ khác đi. Bởi vì thứ nhất là một sư nữ. Đó mà lại liên quan đến vấn đề lại kiện cáo rồi là này kia đi theo mấy sư kia nữa. Đó nên là nó rất là phức tạp, nên là cũng mong rằng là bây giờ mọi người cũng giữ cho thầy. Em nói thật với mọi người nếu mà bây giờ giữ cho thầy thì đừng có đến. Chứ một sư nữ mà như đang có nhiều những cái vấn đề là liên quan đến tà đạo phá thầy mà để tìm đến thầy đó thì nó không hay á. Là rất mong rằng là các như sư cô cảnh tuệ thì cũng không nên tìm đến đây, bởi vì là như đến rồi thì mình về thôi. Chứ mất công cứ hay xuất hiện ở đây miết mọi người quay lên được nó thì nó sẽ không hay. Giống như kiểu là thầy đã tránh mà cứ cố tình để gặp thầy á, nên là em cũng thực ra mình cũng không có ghét gì cái gì cả. Nhưng mình chỉ mong muốn rằng là nếu mà yêu mến thầy thì thời điểm hiện tại thì không nên ai tìm về đây cả. Thì mọi người nên đi, bởi vì nó có nhiều những cái thế lực chống phá nó xấu rồi nó hại ấy. Thì mất công sư cô xuất hiện lại thì để bảo thế này thế kia nữa, nên là đâm ra là thành là mong rằng là những ai đó như sư cô cảnh tuệ thì nếu mà có về đây thì mình gọi là sư cô không phải, bởi vì đấy là chỉ gọi là chị hay gọi là cô thôi, bởi vì cũng đâu có gì đâu, tự nhiên đi theo rồi tu rồi tự ở ngoài kia rồi về, bây giờ còn con cái nữa. Đúng không? Mất công thì nó sẽ không hay, nó không tốt đẹp ấy. Đó, còn khu vực này thì em cũng nói với tất cả mọi người là cũng chưa biết là như thế nào, không biết có quay được không. Ủa? Ra đây đây hả? Đi cùng ai vậy? Đi cùng mình. Đi cùng mình thôi hả? À, ủa mấy người kia đâu hết rồi? Mọi người về hết rồi. À bây giờ mấy người kia là xuống nhà nghỉ à? Chắc thế. À, ủa vậy là anh cũng đi cùng chứ? Ở đâu, sáng nay mình xuống nhà nghỉ xong chiều nay chạy xuống đây. À. Rồi từ nhà thầy chạy qua đây. À, vì thầy chạy qua đây. À, cũng vậy cũng biết đường xuống thăm cốc ấy chứ. Này, đây cũng thấy có là mấy cái cột ra đây. Chắc cũng đổ thêm chỗ này mọi người. Đổ thêm rằng cái này ra này để đổ đất trong này cho nó rộng. Đó. Làm cho rộng khu này. Mọi người thấy không? Ra thăm cây Bồ đề coi. Thăm cây Bồ đề. Đây cũng cây Bồ đề nhỏ. À, chỗ này là trước Hòa Gió TV giấu cái bao cám này mọi người này. Bây giờ còn mỗi cái chỗ không còn cám mất rồi. Hôm nọ Hòa Gió TV có giấu cám cá đây này. Nó còn đây là cây Bồ đề. Nó cây Bồ đề nhỏ. Đang đổ đất ra hướng này này. Thì bây giờ trong cốc thì bây giờ cũng chưa xong nên em cũng xin phép là không quay. Đó, để hỏi xem đi thế nào đó. Cũng thấy chưa thấy mọi người đang không dám quay. Này còn đây là cái chỗ mà làm cái trụ ra đây này. Chắc là để đổ thêm cái ván ra đây này hay sao ấy. Đó, nói chung là mình cũng chưa hiểu. Ui, cá. Cá quá trời luôn. Cá đây mà nếu như ở ngoài gặp mấy cái đội săn bắt nhỉ. Nhưng về đây là mọi người cũng hoan hỉ mà. Chỗ cốc của thầy mà ai mà về đó, đây sau này mà đổ đan ra luôn nè. Sau này là mấy cái cột này đổ đan ra luôn. À. Đổ ra hết ngoài kia luôn. Vậy là chỗ này nó rộng ra. Ừ, đổ rộng ra luôn á. À. Nhưng mà nếu theo như mình thì mình nghĩ chỗ này nên không để đổ bê tông thì đẹp hơn nhỉ. Để giữ nguyên cái ván vậy á. Chứ để đổ này thì nó đâu còn gì nữa đâu. Đúng không? Thấy còn một cái mái. Rồi đúng, giữ nguyên hình trạng cái mái. Chứ giờ còn đúng cái mái này. Là cái mít đây cũng không phải này. Chứ nếu như mà để ý là mình góp ý thôi, còn bởi vì mọi người có mỗi người một suy nghĩ mà, như gia đình thì có suy nghĩ ý kiến cá nhân của mình thì mình nghĩ là ví dụ như là mình để cái thảm, nhưng mà mình đâu có biết được, biết đâu sau này thầy về đây xong rồi lại để mọi người ngồi thì sao, đúng không? Mình cũng không hiểu được. Thực ra là mình chỉ suy nghĩ theo một chiều, còn gia đình cũng như là như thế nào mình cũng không hiểu, không thể biết được. À, có làm trụ này. Nè. Là đổ dầm này nè, đổ chỗ đây cũng có nè, đổ gắn để nó gắn đó. À, để gắn ngoài kia hả? Mà gắn được mấy cái này. À, đổ trong này luôn hả? Ờ, đổ đế cái này cả hơn 1 mét như này mà. À, là gắn cái đất ở ngoài này. Gắn cái đó, sau này đổ cái tấm đan ra nó phải gắn chứ, nó phải có cái này nó chịu lực. À. Chứ nếu mà để đóng đan ra kia người đứng nhiều quá rồi đấy. À. Rồi, chào bác cô. Ô, chào tất cả mọi người. Sao em bé kia sao mà. Thôi rồi. Đẹp quá. Rồi bịt trên bịt. Kín đầu kín đuôi, không kín đầu kín chân. Ừ. Không đâu có quay trong đâu, quay ngoài thôi. À dạ. Trời, ok, không quay em. Ok,
Rồi. Chào cô. Chào cô nha. Trời ơi, tới đâu có chiều nay vô mà tới đâu không có vô. Dạ. Trời ơi. Dạ, chào cô. Chiều nay không có. Ủa mấy cô từ đâu qua đây? Cô ở phố. À, phố qua đây ạ. Dạ. Thôi ở phố thì đi 3 ngày nữa. Phố gần mà, mình đi thể dục có gì đâu. Các cô đi thể dục được. Đây cá. Đúng rồi, đi lối này lên này. Đây cá nhiều, đây ở đây thì mình có cám cho lên cá lên mới nhiều. Cá rất là nhiều. Cái này là cá biết bụng qua chiều hôm qua là cá thầy có ra thầy cho mình vô đến lễ mà. Hôm qua thì được vô, hôm nay không được. Sao hôm vậy? Nay buổi sáng nay người dân gặp rồi. Thì tại sao thầy nghỉ chứ? Không. Nhưng còn chiều mai có đi. Chiều mai thì cháu chưa biết. Đấy ta cũng để xem mai có thực như thế nào đã. Để nhân lớn. Nhỏ, bữa nay nhân nữa. Vâng. Không, cái này mà bây giờ có cám cho nó ăn là nó lên nhiều lắm. Bữa giờ chắc có ít người cho ăn nên đó, đây con đường bê tông này thì mọi người đi sạch sẽ hơn. Có rất nhiều người trước bảo ở đây làm đường bê tông. Đó, nói chung là hôm nay xuống đây thì thấy cũng sạch sẽ hơn rồi. Chắc cũng chưa xong, không biết ở trong này còn sửa như thế nào cũng chưa biết nữa. Chưa biết là bên trong sẽ làm như thế nào ấy. Nên là khi nào xong thì em cũng sẽ quay cho tất cả mọi người xem. À, bây giờ chắc là lên quay cho mọi người xem cây bồ đề một chút xíu này. Đó, đây. À, đây cũng bỏ đá vào đó, chắc là khu vực làm thế này mọi người. Đây ván nó của tùm lum hết á. Giờ lên trên kia để cho tất cả bà con đi xem cái khung cảnh ở khu vực dưới cốc ha. Bởi vì là không gặp được thầy thì mọi người cũng đi xuống đây. Mà xuống đây bây giờ nó không còn gì nữa bây giờ. Kiểu như là giờ đổ bê tông hết rồi. Nó không còn ván, không còn cái chỗ thầy ngồi nữa, đâm ra thành là mà cũng ít hơn. Các cô các chị vẫn đến. Con đường này là để có quay ra mà nói. Nhớ từ đây lên không nói. Bây giờ cô. Chào. Dạ. Các cháu chào cô. À, để em đi thăm cây bồ đề mọi người ạ. Chứ xuống đây mà không quay cho mọi người xem cây bồ đề nữa thì cũng hơi là có lỗi với mọi người. Em đi xuống quay cây bồ đề cho mọi người xem nhé. Cây bồ đề 200 năm tuổi. Để cho mọi người xem ha. Đây. Đây. Đó. Cây bồ đề 200 năm tuổi đó mọi người. Mọi người xem thấy như thế nào. Hôm nay lá cành thì mọc rất là nhiều. Đấy không? Này, cảnh là chung xuê nhưng mà thấy cái lá như nó bị cằn cằn giống như kiểu nó bị cái gì ấy mọi người thấy này. Đúng không? Cằn cằn như cái lá nó bị chết ấy, nó bị khô ấy, nên là chắc nó bị bệnh gì ạ. Không biết là để như thế nào để bảo anh chủ cây thử ra. Ô, bây giờ săn lại khoét cái đất ở đây ra. Hay là trồng cái gì xuống ta. Đó, thấy khoét đất ra mà không biết làm gì đây. Chứ là khoét ra để làm cái gì đó. Cây ở dưới kia mọi người thấy lá nhiều không? Ngoài cây này thấy lá quá trời này. Trời ơi. Đó. Lá này sum suê hết rồi. Khu vực này thì mọi người thấy là cái ao thì ôi bây giờ nước nhiều quá, bên kia nó ngập qua bên này mọi người ơi. Bên kia nước nó nhiều quá nó ngấm qua bên này. Coi như bây giờ cách nhau đúng cái bờ giống như cái bờ ruộng thôi. Này. Nhưng mà một bên đục của bên trong. À bên này cũng trong hơn bên kia một chút, ở trước ở bên kia đọc ngầu à. Đó, ở đây mọi người thấy là khung cảnh này rất là đẹp. Sau khi mà mọi người không đến thăm thầy được ở nhà được thì bắt đầu đến qua thăm cốc thì cũng là tuyệt vời, để thăm những cái khung cảnh thiên nhiên nó tuyệt vời hơn. Tổ chim à? Ờ đúng rồi, có tổ chim này. Đây gọi là đất lành chim đậu này. Đấy, tổ chim. Ờ, đây. Tổ chim đang làm ở trên. Ừ, đây mọi người này. Đây, ôi thấy tổ chim luôn. Ôi, gió nó gần bay luôn kìa. Tội dữ vậy. Nhè. Dạ. Ôi, có tổ chim luôn mọi người. Ôi, đây. Ôi, gió bay tổ chim luôn rồi. Đấy mọi người xem. Đó, chim nó làm tổ đây này. Sợ tí gió nó thổi thì chim về không thấy tổ đâu nữa. Trời ơi. Cái tổ chim cây mới mà đã có tổ chim rồi. Đó mọi người xem. Gió một xíu mà gần bay cái tổ chim luôn. Mà hôm nay thấy lá nó mọc lâu nhỉ. Do bữa bị chống rễ anh. À. Ở dưới đất không có rễ. À nó không có đất à? Không có đất, thành ra nó cũng thành không có rễ. Trời ơi. Trời ơi, vậy thế làm sao ta? Bữa anh lẫm khắc phục rồi. À. Dạ. Đúng rồi, sợ đó kiểu đó nó trôi hết xuống ao đúng không? Đất kiểu như ở trong ở giữa cái học anh nó bị trống rỗng luôn. Nhưng mà trống rỗng nó chảy xuống ao ấy.
chắc vậy á, chứ nó đi đâu được. Mình trồng bằng máy á. À. Thì lúc mà mình trồng xuống mình cứ lấp đất ở trên ngoài. À, đúng rồi, đúng rồi. Đó, khu vực này thì bây giờ ôi cỏ nhiều ha. Để trước đây cũng là cái nơi mà mọi người trồng mọi người bán nước. Nhưng bây giờ chuyển lên trên hết rồi. Đó. Khu vực bên này mọi người thấy đường lên mưa một xíu thì là sẽ nó trơn. Trời. Có ok. Trời chỉ cần mưa một xíu là nó trơn. Đi đây, lên được không? Được chứ. Ba người cũng lên được. À. Nhưng mà hai người lên đỡ trơn lên đấy, nhà nó nặng nhỉ. Chỗ đây xe người ta đi qua thành nó lúng hai bên. Ờ. Mạnh quá. Xe ô tô xuống nhiều nhỉ. Ôi, mấy cô mấy bà cho con xin qua cái nha. Mấy cô mấy bà ơi. Vâng vâng vâng. Mấy cô mấy bà không cho con qua đâu. Rồi. Rồi. Tới rồi. Tới xe rồi mọi người ơi. Đó. Rồi dừng. Rồi cảm ơn nha. Okay. Chào anh. Chào. Anh bảy đâu mà. Rồi. Đó, bây giờ quay lên. Quay lên trên. Rồi. Chào chú. Anh tìm chắc đi công việc à? Wow. Chân thầy đẹp quá. Này mọi người ơi. Đó, hình ảnh thầy đẹp quá. Đây, mọi người muốn mua hình ảnh nào cũng được này. Nè, đó. Hình ảnh đẹp quá. Nè, mọi người thấy không? Trời ơi. Hình ảnh này đẹp luôn này. Đó, trời ơi. Rất nhiều hình ảnh đẹp. Em nói thật với mọi người là hình ảnh rất là đẹp và sáng nữa chứ. Toàn hình ảnh đẹp thôi. Đó, bà con ủng hộ nhá. Khu vực này mọi người để xe cộ thì đi xe cộ để không mất phí. Đó, tránh mưa tránh nắng. Quá tuyệt vời. Đây là một điều tuyệt vời. Đó, sân rộng thoải mái, mênh mông. À, mấy cây sầu riêng thầy trồng này mọi người ơi. Đó, những cây sầu riêng của thầy trồng bây giờ mọi người thấy không? Cây lớn ghê không? Thế này hết mùa có trái rồi. Đến mùa hè năm sau mới có trái. Giờ đấy không có trái. À chắc đi ra xem nhà vệ sinh mới có từ hôm làm chưa ra đi xem nhà vệ sinh nữa. Quên. Ờ đúng rồi, từ cái hôm mà làm nhà vệ sinh xong rồi em. Không thì tắt được cái chìa khóa xe với. Vặn hai cái nhá. Đi ra xem nhà vệ sinh từ hôm chưa được xem nhà vệ sinh. Từ hôm làm xong là chưa biết cái nhà vệ sinh như thế nào. Nên là hôm nay em phải ra thử nhà vệ sinh mới được. Đây. Wow, nhà vệ sinh đẹp quá mọi người ơi. Trời ơi, từ lúc mà chưa làm cho nhà vệ sinh là em còn ở đây. Nhưng mà cái lúc mà làm xong rồi em lại đi ra ngoài Bắc là đến bây giờ em chưa ghé. Đó, đến bây giờ là em mới thấy cái nhà vệ sinh mới này. Wow, quá tuyệt vời. Đây. Xuống cốc mới rồi xuống cái nhà vệ sinh mới luôn. Em nói thật với mọi người là từ hôm làm xong em đã đâu có ở đây đâu, nên là không biết có cái nhà vệ sinh như thế nào. Nè, bà con đi vệ sinh ở đây có dép này. Đó, mọi người muốn đi vệ sinh thì có dép sẵn này. Trời ơi, sạch sẽ quá, tuyệt vời quá. Hai phòng nữ, hai phòng nam. Một cái điều quá là tuyệt vời. Đến với bà con ở đây, đến đây vừa có nhà vệ sinh, vừa còn có nơi để mọi người đi nữa, đúng không? Đi tham quan nữa, trời ơi, có ghế ngồi nữa. Còn gì tuyệt vời hơn nữa mọi người. Đó, nhà vệ sinh đây là hai phòng nam, hai phòng nữ. Có mái che luôn, trời ơi. Mưa là đến đây ngồi luôn, bởi vì ở đây mọi người sạch sẽ lắm. Đó, nước xả sạch sẽ. Quá tuyệt vời. Bà con Phật tử đến đây là có nhà vệ sinh là tuyệt vời mọi người nhé. Rồi, tiếp tục quay trở lại. Lên trên đầu đường để quay cho tất cả mọi người xem ha. Trời mưa một xíu mà mọi người thấy này. Khu vực này là đường bắt đầu hơi ướt một xíu. Nhưng mà trong này không công nhận là không khí trong lành thật. Đây này. Vườn sầu riêng thầy trồng này. Không biết là khi nào thầy mới quay trở lại khu vực mà vườn sầu riêng cũng như cốc của thầy.